Ok, chào chị Yến, chào mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu câu 9 cuốn sách Nhật Tình Yêu. Mọi người đã có sách của mình ở đấy rồi đúng không? Thì trong một câu hỏi thì chúng ta sẽ khai thác. Đầu tiên là chúng ta sẽ đặt câu hỏi, sau đó là chúng ta sẽ khai thác về vấn đề. Tiếp theo chúng ta sẽ khai thác những giải pháp. Và cuối cùng sẽ là đi vào cái công cụ, cái giải pháp đấy. Thì câu 9 ngày hôm nay là của nhóm chị Mây đúng không? Nhóm chị Mây. Không nghe thấy gì à? Mọi người nghe thấy em nói không? Có. Ok. Âm thanh hơi nhỏ. Ok, hơi nhỏ. Ok, mọi người nghe thấy, nghe thấy rõ hơn. Ok, tôi sẽ nói to một tí. Thế thì trong cái câu 9 này thì em sẽ là người đặt câu hỏi, và cái nhóm chuẩn bị là nhóm chị Mây sẽ là người trả lời. Và sau đó thì chúng ta sẽ xem lại cái câu trả lời đấy nó đã đầy đủ chưa. Thì sau đây thì các bạn ở trong cái bạn mà mới mới nhận được sách và sổ đấy, mà của từng partner của từng người ấy, thì các bạn có thể thích một trong hai nhóm, các bạn có thể join vào. Cái việc join vào nhóm ấy để chúng ta chủ động, chúng ta đọc cái câu, tức là khi mà đến cái câu hỏi của mình có cái sự chuẩn bị trước một ít rồi, tức là ít nhất mình đọc qua rồi, thì đến lúc chia sẻ nó sẽ hiệu quả hơn. Như kiểu là cái đất ấy, mình ít nhất là mình cày qua nó một đường rồi lần sau mình đi lại thì nó sẽ dễ hơn, nhanh hơn. Ok, thì em sẽ đọc câu 9 nhé. Câu 9 này: nhiều lúc ở cạnh người yêu mình, tôi có cảm thấy như đang ngồi trên thiên đường và bên cạnh tôi là một thiên thần đích thực. Tôi chỉ muốn biết có phương pháp nào gieo các hạt giống để có thể giữ cảm giác đó kéo dài mãi mãi không? Ok, em đang là một cái cô gái đang yêu đúng không? Đang yêu và mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Thế bây giờ mình mới hỏi là có cái cách nào để mình giữ mãi cảm giác này không? Cảm giác hạnh phúc như lơ lửng trên thiên đường ấy. Ok, nhóm chị Mây và chị Phương nhỉ? Đúng nhỉ? Chị Phương ở nhóm kia, nhóm chị Mai với Thúy. Chị Mai với Thúy. Ok, đúng rồi, chị Châu nữa nhưng em chưa thấy chị Châu nên không gọi. Thế thì chị Mai hay là chị Thúy có đưa ra, đã đọc qua câu hỏi này chưa? Chị đọc rồi. Ok, thế bây giờ chị Thúy xác định, nếu chị đọc rồi thì chị đưa ra giải pháp cho cái câu hỏi của em không? Cái câu hỏi này thì người đặt ra câu hỏi đang có cảm giác ngồi bên cạnh người yêu mình giống như là thiên thần, và cảm giác như là cái cảm giác của họ giống như là đang ở trên thiên đường, và họ họ đang muốn là làm thế nào để gieo hạt để giữ cái cảm giác đó. Thì ở đây tác giả cũng cũng đưa ra cái giải pháp, đó là luôn cầu chúc những điều tốt lành đến với thế giới ấy, thì nó sẽ đem lại cái sức mạnh mạnh mẽ. Thì tác giả cũng có nói là những hạt giống này sẽ nảy nở ở trong khi mà mình những không quá những hạt giống mạnh mẽ này thì phát sinh từ một thảm họa trong gia đình, giống như là ví dụ như là mẹ bạn bị mất hay là anh trai bạn cũng qua đời cùng một lúc, xảy ra nhiều việc mà nó nghiêm trọng đối với bạn ấy, thì bạn sẽ nảy nở cái hạt giống mạnh mẽ đấy.
Ok, trong tài khác chị Duy còn ấn tượng với điều gì nữa không? À, dạ thôi chị mới ấn tượng đến đấy thôi. À, thầy có kể một câu chuyện ở trong cái câu hỏi này đúng Ừ, đúng rồi. Đấy, có kể một câu chuyện. Thì cái câu chuyện là liên quan đến khi mà đi máy bay ấy, thì là cái máy bay đấy nó gặp sự cố, nó cứ lúc đi lên nó lại đi xuống, nó gặp đám mây dày ấy, nó phải đi lên đi xuống để nó tìm cái ánh sáng để nó đáp, không? nó có thể đáp xuống cái đường bay ở dưới cái sân bay ấy. Nhưng mà họ vẫn chưa tìm ra, và trong cái quá trình mà họ họ cảm giác như là họ họ không đáp xuống được, thì cái người tiếp gọi là gì nhỉ, cái Tiếp cô viên. tiếp viên hàng không à, cái cô ấy ra thông báo với mọi người đang trên máy bay là máy bay vẫn đang tìm tìm cách để đáp xuống. Nhưng mà cuối cùng đến cái câu đó, tức là mọi người là đang cố gắng là sử dụng tận dụng hết lượng nhiên liệu ở trên máy bay, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy thấy cách. Mà cuối cái câu đấy thì cô ấy lại bật khóc nức nở lên, thì làm cho là mọi người cảm giác như là lo lắng ấy, lo lắng hơn ấy. Thì có một chị ấn tượng là có một anh trên máy bay đấy, anh ấy đi cầm cái bút và viết cái câu gì đó ra cuốn sổ, và anh có bảo là tôi nghe thấy là trong những cái câu chuyện mà máy bay mà bị rơi ấy, thì là sau đó là có người tìm thấy giống như là những lời trăn trối ấy, trước khi chết ấy. Thế là tức là làm cho mọi người ở xung quanh cũng thấy cảm giác lo lắng ấy. Nhưng mà có một điểm là khi mà một điểm như thế thì mọi người nhìn ra xung quanh thì thấy hai người phụ nữ đang ôm nhau. Thế hai người phụ nữ đấy là người xa lạ không biết gì nhau, mà mọi người gọi là cùng hành khách trên máy bay, qua đó họ ôm nhau. Và tiếp theo là những người khác cũng cũng kiểu ôm nhau ấy, thì tự dưng là thấy cái tình yêu giữa con người với con người nó lan tỏa đến khắp trên máy bay đấy. Thì chị ấn tượng cái đấy. Thì trong lúc sống chết thì mọi người hay ra ôm nhau, em cảm giác như là gì tình yêu dâng trào à hay gì đó kiểu kiểu vậy. Ok, cảm ơn chị Thúy. Đúng rồi đó. Và cái câu hỏi này ạ, cái vấn đề ở đây là chúng ta muốn có cái cảm giác mơ hồ về thiên đường đúng không? Khi mà chúng ta yêu có hay có cái cảm giác đấy, nó cứ lơ lửng mơ hồ, cảm thấy nó rất là hạnh phúc, nó rất là đầy đủ ấy. Thì cái vấn đề đấy là cái cô gái này muốn cái cảm giác này nó kéo dài mãi mãi. Thì bây giờ phải gieo một hạt giống nhập nào, thì thực ra cái cảm giác này nó chỉ đến từ hạt giống đúng không? Khi mà hạt giống nó còn thì chúng ta vẫn có cái cảm giác đấy, khi còn hạt giống nó hết ấy, chúng ta hết cái cảm giác đấy rồi, khi có ngồi cạnh người yêu vẫn làm những cái điều y như thế, chúng ta không cảm thấy như thế nữa. Không phải là vì cái hành động của người kia thay đổi, mà vì cái cảm giác cho chúng ta nó thay đổi. Thế vì sao cái cảm giác nó thay đổi? Vì cái hạt giống nhập của chúng ta lúc ấy nó nở thành cây rồi, nó nở hết rồi, nó không gieo nữa là nó hết đó. Thì bây giờ mà muốn giữ cái cảm giác đấy mãi mãi ấy, thì chúng ta phải liên tục gieo cái hạt giống đấy. Khi nó nở ra chúng ta vẫn nhận được, vẫn có cái cảm giác đấy. Thì chính xác thì nó đến từ cái hạt giống nào? Thì cái vấn đề để giữ cái cảm giác mơ hồ về thiên đường, cái cảm giác hạnh phúc, cảm giác lâng lâng ấy, thì thầy chỉ ra, tác giả chỉ ra, nó chính xác đến từ hạt giống nào để những cái khoảnh khắc này nó xảy ra thường xuyên hơn ấy. Thì chính xác là nó đến từ hạt giống chị Thúy đã nói ấy, là hạt giống luôn cầu chúc những điều tốt lành cho thế giới. Em vẫn là trang 74, mọi người nhìn thấy cái câu này đúng không? Đoạn đầu tiên thôi, câu cuối đoạn đầu. Những hạt giống mà chúng ta cần gieo để đạt được điều đó là luôn cầu chúc những điều tốt lành cho thế giới. Đó, thì cái hạt giống để chúng ta có được cái cảm giác ở trên thiên đường là luôn cầu chúc điều tốt lành cho thế giới. Thế nghe đến đây mọi người, ôi giời, kiểu như là nó nghe nó to lớn quá, nghe nó to lớn quá, làm sao mà kiểu mình đang lo cái cuộc sống của mình chưa xong chứ lo cầu chúc được tốt lành trong thế giới, mà ý là cái sức của mình thì nó bé, làm sao mà kiểu mang lại được điều tốt lành gì.
Đúng không? Thường là đến đây chúng ta khi mà chúng ta nghe cái hạt giống đấy chúng ta thường cái phản ứng đấy thì chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ bận rộn với nhiều thứ nó nhỏ nhặt hàng ngày ấy. Không có thời gian nghĩ những cái đấy đâu, mà sức mình thì mấy mà giúp được cái đấy. Ok, thì thầy mới nói là không quá khó để bắt gặp những cái điều này đâu. Đó, thì thầy muốn chứng minh là những cái này nó không không quá khó đâu các bạn ạ. Nó chỉ đơn giản thôi. Thì thầy nói là trong những người Tây Tạng cổ, trong những cái cuốn sách về trí tuệ cổ xưa ấy, nói rằng là những cái hạt giống mạnh mẽ này phát sinh từ một thảm họa trong gia đình. Ok, thảm họa trong gia đình. Nếu chúng ta may mắn, nó sẽ xảy đến sớm trong cuộc đời chúng ta. Đúng không? Thầy nói ví dụ đấy. Mẹ bạn mất vì ung thư, anh trai bạn cũng qua đời. Đấy là thầy nói về về cái trường hợp của thầy đấy, của tác giả đấy. Mẹ thầy mất đấy, và anh trai của thầy qua đời trong cùng một ngày luôn. Ok, thế thì thầy bảo đấy là may mắn với thầy ấy. Thảm họa nó như là may mắn. Vì sao? Vì nếu mà ai đã tìm hiểu về tác giả hoặc là chúng ta cũng thế thôi. Tức là những cái thảm họa này nó bắt chúng ta phải đối diện với những điều thực tế trong cuộc sống. Ví dụ nhé, nhưng đơn giản bây giờ là chúng ta đang có một cái tình yêu đẹp như cô gái trong này chẳng hạn. Sau đó là chúng ta có một người chồng tốt, những đứa con ngoan, một cái gia đình ổn định, kinh tế ổn định, nói chung là mọi thứ nó đều tốt đẹp, chúng ta không có gì phải phàn nàn. Thì sao? Thì những thứ đấy nó có kéo dài mãi mãi không? Tức là nó chỉ là theo cái thời điểm thôi và không không có gì kéo dài mãi mãi cả. Ví dụ nhé, chúng ta đang có những cái gia đình tốt đẹp, thì con chúng ta ngoan đến lúc nó cũng hư, và có người chồng cũng thế. Cái sự nghiệp, cái kinh tế cũng thế. Tức là những thứ mà chúng ta tưởng là tốt đẹp ấy, nhưng mà nó không thể ở bên chúng ta mãi mãi được. Mọi người hiểu không? Ví dụ như là thảm họa như thầy nói là những cái người thân của mình qua đời ấy. Những cái người thân của mình qua đời, những cái thứ tốt đẹp trong đời mình nó bị lấy đi ấy. Thì chúng ta sẽ đối diện với một cái sự thật là mỗi ngày trôi qua chúng ta đều đều đang đi gần đến đến cái đích cuối của cuộc đời mình. Chúng ta như một cái ngọn nến, mỗi một cái ngày trôi qua là chúng ta đang cháy dần, và tức là chúng ta đang tận hưởng những điều tốt đẹp, nhưng chúng ta quên là chúng ta cũng đang cạn kiệt dần cái ngọn nến đấy. Mọi người hiểu không? Tức là chúng ta có một cái đích đến chung, dù là mọi người có tức là chúng ta quên mất cái điểm chung của tất cả chúng ta, như kiểu chúng ta đang trên một con tàu Titanic ấy, và tất cả sẽ đều chìm, nhưng nó chỉ khác nhau cái ngày thôi. Tức là cái sự thật này nó không thay đổi. Nhưng mà vì sao thầy nói thế? Tại vì là vì chúng ta quên cái sự thật này, này nên là chúng ta mới tranh đấu, chúng ta mới đấu đá nhau, chúng ta nghĩ là mình khác người khác ấy, thì chúng ta mới đấu đá nhau, chúng ta mới xa lạ nhau, chúng ta mới phân biệt là mình với người kia bằng những cái đường ranh giới ấy. Nhưng thực ra là chúng ta đều như nhau, chúng ta đều phải chịu cái sự đau khổ của cái việc sinh ra và phải chết đi ấy. Đó, chúng ta quên mất là cái sự thật là chúng ta đều chung cái nỗi đau đấy, cái nỗi đau mà kết thúc cái cuộc đời của mình. Thế là sao? Nếu chúng ta cứ tưởng tượng là như là chúng ta đang sống 200-300 năm sao mà chúng ta mới cứ làm tổn thương nhau ấy. Nhưng mà mọi người cứ tưởng tượng nhé, chúng ta đấu đá tranh giành ganh ghét người khác vì là chúng ta quên mất là chúng ta đang đang có chung cái điểm đến. Thế mọi người cứ tưởng tượng những cái người mà mình ghét ấy, kẻ thù mà mình đang coi là kẻ thù ấy. Ngày mai người ta bị ung thư, ngày mai người ta chết. Thì hôm nay mình có muốn đấu đá người ta nữa không? Đó, cứ có cái cảm giác như thế. Tức là những cái người mà mình ghét, mình rất là căm thù, mình rất là khó chịu. Nhưng mà nghe tin người ta là ngày mai người ta chết rồi. Ngày mai người ta bị ung thư, ngày mai hoặc là tháng sau người ta chết. Thì mình còn muốn đấu đá, mình muốn tranh giành với họ nữa không? Mình muốn tranh giành, muốn đấu đá, mình muốn hận thù họ. Vì mình nghĩ là mình còn sống 200-300 nữa, 200-300 năm nữa, nhưng có làm gì thì cũng chả ảnh hưởng đến nhau đâu. Nhưng mà sự thật là cái cuộc đời chúng ta nó rất là ngắn ngủi, và chúng ta như kiểu là những cái hộp ấy, nhưng nó cũng có hạn sử dụng, nhưng nó không đi ngày. Cái ngày chúng ta chỉ biết là cái ngày cuối của nó thôi. Ok, thì ở đây thì mình nói là khi mà chúng ta phải đối diện với những cái thảm kịch, những cái mất mát trong gia đình ấy, thì chúng ta phải đối diện với cái sự thật này. Nó cho chúng ta cái cơ hội sớm hơn để đối diện với cái sự thật này. Và thầy nói này, sâu trong bên trong tất cả chúng ta đều biết rằng nó sẽ diễn ra như thế. Tức là cứ mỗi ngày trôi qua bạn lại già đi, và cả
các bạn già đi, yếu đi và đi gần đến cuối cuộc đời, kể cả mình đi với những người bạn đời của mình ấy. Như thế nói là nó mang lại cho chúng ta một cảm giác buồn nhưng lại còn một cảm giác ngọt ngào nữa. Và thì nó kể cái câu chuyện ở trên máy bay ấy, là chị Thúy vừa nói ấy. Tức là cái máy bay cứ bay bay vòng vòng mãi và cái đèn báo của cái bánh bánh để tiếp với mặt đất ấy nó không sáng. Thì người ta không thể biết được là cái đèn đấy, à cái bánh, à cái đèn đấy bị hỏng hay là cái bánh nó bị hỏng. Cái đèn báo của cái bánh ấy nó không sáng. Nên là người ta gần hạ xuống rồi nhưng mà không có, nếu mà không có bánh thì là coi như cái lực ma sát rất lớn, kiểu máy bay hạ xuống là cháy luôn. Thế là cứ nó bay vòng vòng, nó báo với cái đài quan sát là nhìn xem cái bánh nó có xuống không để nó hạ. Thế nhưng mà vì mây mù nhiều quá nên là cái đài quan sát nó cũng không nhìn thấy cái bánh nó có xuống hay không, thì nó rất là bé. Thế nên là nó cứ bay vòng vòng mãi và nó gần hết xăng rồi. Thì cái cô tiếp viên vào thông báo thế đi. Thì đầu tiên mọi người biết vòng vòng là mọi người đã sốt ruột rồi, cô tiếp viên thông báo, cô tiếp viên kiểu cũng không chịu được ấy. Không biết là nó khả năng, nó có khả năng chết rất là cao, khả năng không có bánh rất là cao, bánh nó hỏng. Cô ấy khóc. Cô ấy khóc thì thầy nói là có một điều kỳ lạ xảy ra. Tức là khi mà ban đầu, khi mà lên máy bay thì mọi người vẫn còn phàn nàn về cái bộ phim dở quá, rồi những cái phục vụ nó chưa được chu đáo ấy. Tức là khi mà chúng ta lên thì chúng ta vẫn mang cái tư thế là chúng ta vẫn còn để ý những cái điều nó không như ý chúng ta bên ngoài. Nhưng mà khi cô tiếp viên thông báo thế ấy, là sao? Là có cái điều xảy ra. Tức là những cái người xa lạ quay sang ôm nhau. Quay sang ôm nhau và an ủi nhau. Thì đến cái lúc, cái thời điểm đấy ấy, thì dường như là mọi người xóa nhòa hết cái ranh giới giữa mình với người khác ấy. Như kiểu như là bình thường mọi người thấy khi mà chúng ta gặp những cái người lạ là chúng ta cứ xa cách đúng không? Rất là khó để gần. Mà chúng ta đã thấy là những cái người phương Tây ấy, người ta còn còn hơn. Tức là người ta tự lập từ bé nên là người ta rất giữ cái khoảng cách giữ người với nhau ấy. Nhưng mà ở trong cái tình huống này khi mà đối diện với cái thảm kịch ấy, thì là những cái người lạ xa lạ đột nhiên ôm nhau và thầy nói một câu là cái tình yêu thương giữa người và người ngập tràn cả cái khoang máy bay đấy. Và thầy nói là khi đó thì chúng ta trở về cái trạng thái nguyên bản của chúng ta, trạng thái nguyên bản trong tâm hồn con người ấy. Tức là trong, từ sâu bên trong chúng ta luôn là muốn yêu thương người khác. Thế nhưng mà vì nhiều thứ nó bị che lấp đi, vì những cái thứ mà chúng ta tưởng là nó là bền vững, nó tưởng tưởng nó là thật nhưng mà nó không phải là thật ấy. Nó che lấp đi những cái thứ chân thật ở bên trong chúng ta. Ví dụ như là chúng ta thấy con chúng ta sinh ra đấy, từ bé sinh ra chúng nó luôn có tình yêu thương đúng không? Tình yêu thương với mọi người ấy. Người lạ nó có gì đâu, nó cứ lại nó gần đấy. Nó gần nó nói chuyện, nó hỏi han thôi đúng không? Nó rất là, nó không phân biệt ai cả. Nên thực ra bên trong chúng ta cũng thế. Nhưng mà chẳng qua là vì lớn lên chúng ta sẽ có nhiều cái hiểu biết nó khác nhau, thì chúng ta đặt đặt những cái nhãn, dán nhãn lên những người xung quanh. Cái người nào mà mình muốn gần, cái người nào mà mình không muốn gần ấy. Cái người nào đó đó chúng ta dán nhãn như thế, nên là chúng ta tự đặt ra cái ranh giới của ta với người khác. Nhưng thực ra bên trong là chúng ta như những đứa trẻ là luôn muốn có cái tình yêu thương này, cái tình yêu thương ngập tràn. Thì thầy nói là cái khoảnh khắc đấy nó ngập tràn máy bay ấy. Thì khi mà đối diện với cái chết là chúng ta lúc đấy còn gì nữa đúng không? Bây giờ chẳng phân biệt nữa. Ông ở hạng thương gia hay hạng thường chẳng phân biệt ai cả. Chết là chết hết. Thì là mọi người quay sang là thể hiện tình yêu thương với nhau, ăn ủi nhau. Đó. Thì thầy còn nói là trong đấy là còn người ta còn yêu cầu cởi hết trang sức ra để khi mà cháy thì còn nhận dạng được những các kiểu đấy. Mọi người đều chuẩn bị cho cái điều đấy rồi. Và một lúc sau thì khi mà đến cái thử thách cuối cùng là cứ chờ máy bay hạ, nếu không có bánh là cháy, có bánh thì hạ. Thì cuối cùng là cái máy bay là may mắn là nó bị hỏng cái đèn thôi. Thì nó vẫn hạ cánh bình thường. Nó hạ cánh bình thường thì thầy nói là đến khi mà nó tinh một cái tức là cái cửa ở cái thắt dây thắt an toàn nó được phép mở ra. Thì thầy nói là cái khoảnh khắc đấy tự nhiên mọi người bật dậy, bắt đầu xô nhau ra này, tôi phải ra cái xe trung chuyển ngay, tôi phải ra cái xe trung chuyển. Thầy nói là cái cảm giác mà cái tình yêu thương nó tràn ngập cái khoang máy bay ấy, nó duy trì ở trong cái lúc mà lúc mà máy bay chuẩn bị hạ xuống để thử lần cuối ấy, thì cảm nhận rất là rõ. Nhưng mà khi mà trả về cái đời thường ấy,
Thì bắt đầu mọi người lại tranh giành nhau là tôi phải ra trước, tôi phải đi đi ra trước, nhưng ra khỏi cái cửa đấy trước. Chúng ta lại quên mất cái sự thật đấy. Thì mọi người dò đến cái trang 78 ấy, có một cái câu in đậm ở đấy. Và mọi người để ý nhé, trong cái cuốn sách này tất cả những cái câu in đậm đều là những cái câu mà chúng ta nên nhớ. Chúng ta phải nhớ, chúng ta nên nhớ. Thì có một cái câu là chiếc máy bay lúc nào cũng trong tình trạng đang rơi. Đúng không? Chiếc máy bay lúc nào cũng đang trong tình trạng đang rơi. Đấy, cuộc đời của chúng ta đấy, nó như cái chiếc máy bay lúc nào cũng đang trong tình trạng đang rơi. Mọi người có thấy cái điều đấy không? Có ai biết là bao giờ cái máy bay của mình rơi không? Có ai ấn định như là chúng ta được sống 70 hay 80 năm không? Có ai ấn định đấy không? Đúng không? Mỗi ngày chúng ta đi ra đường mà chúng ta cũng chẳng biết, có khi ngồi trong nhà cũng khi mà cái hạt giống sự sống của chúng ta hết, ngồi trong nhà khi chúng ta cũng chết thì đừng nói là đi ra đường. Thế nên là mỗi một ngày cái chiếc máy bay của chúng ta cũng đang trong cái tình trạng là đang rơi. Chúng ta nhớ cái sự thật này. Thật ra nếu mà chúng ta nhớ cái sự thật này, và chúng ta nhớ cái sự thật này với chúng ta và với mọi người chúng ta, thì em đảm bảo là chắc chắn là chúng ta sẽ làm khác với cái điều chúng ta đang làm. Ví dụ nhé, như bản thân em, nếu mà em nhớ, ví dụ hôm nay là cái ngày cuối cùng mà mình nói được với chồng mình, con mình, thì không bao giờ mình quát đúng không? Bây giờ mình sẽ để lại mọi người nhớ mình là những cái lời mình quát không, đúng không? Mình biết, hay là mình biết là cái cơ hội của nó thực tế lắm, tại vì là nhiều người mình gặp ở cơ quan ở bên ngoài, có khi gặp xong hôm sau mình mới biết là người đấy bị mất. Thì nếu mà mình biết là hôm sau mà người đấy mất thì hôm trước là chắc chắn là mình sẽ để lại cho người ta những cái lời tử tế nhất, hoặc là những cái hành động nó tử tế nhất, nếu mà chúng ta ý thức được cái điều này. Đúng không? Chứ không phải là chúng ta sống được 200 hay 300 năm nữa đâu. Mà chúng nhiều khi nó chỉ là cái ngày hôm nay, hoặc là chỉ là cái giờ này thôi. Cái giờ sau như thế nào chúng ta còn chưa biết. Thì thầy nói là thầy sẽ không quên được cái cảm giác ngọt ngào mà nếm trải ở máy bay. Và cái cảm giác đấy nó đưa chúng ta đến sự thật ấy, là tất cả chúng ta đều phải chết. Và cho dù có chuyện gì đi nữa thì chúng ta cũng sẽ chết cùng nhau. Đấy, thế nên là nó đưa mình đến một cảm giác là mình muốn chăm sóc cho người khác. Từ sâu bên trong chúng ta đều muốn giúp người khác. Đấy, khi ở trên máy bay á, khi mà người ta đến cái lúc người ta cùng chết, người ta chẳng biết làm gì nữa, thì người ta quay ra an ủi những người xung quanh. Vì sao? Vì người ta cảm nhận được cái nỗi đau của họ. Người ta cùng chung đúng không? Chúng ta cùng chung trên máy bay mà, chúng ta cảm nhận được nỗi đau của người bên cạnh. Thế là người ta muốn giúp người bên cạnh, giúp người khác là giúp mình, nên để lấy bớt đi nỗi đau của họ. Thì là thầy nói là cái tình yêu thương này có sẵn bên trong chúng ta, và thứ hai là sâu bên trong chúng ta luôn muốn giúp người khác. Thế là họ mới quay ra ôm nhau đấy. Đấy, giúp người khác. Và cái kẻ thù lớn nhất của chúng ta, kẻ thù lớn nhất của chúng ta, kẻ thù chung ấy, là cái sự sống đang trượt dốc không phanh và cứ đang tiến dần về phía chết. Đó, sâu trong trái tim của mọi vật sống, của mọi sinh vật sống trên trái đất này, đều có một khao khát cháy bỏng giúp mọi sinh vật sống khác được sống. Đấy, thầy nói một cái câu như thế. Tức là sâu bên trong trái tim chúng ta nó đều có điều đấy. Nên tưởng tượng như những cái em nhìn, chả nhìn đâu sang nhìn ngay con mình, khi mà nó vẫn còn rất là thuần khiết ấy, thì cái tưởng tượng là nó luôn muốn giúp người khác ấy. Nhiều khi mình đang ngồi, mình có một lúc là nó bé, em đang ngồi đọc sách, nhưng mà nó với tay lên để làm sao để nó bật cái bóng đèn cho em đọc, nhưng lúc em chưa bật, thì nhưng mà nó bé nó chưa để ý, thì nó làm vỡ cái cốc nước mình đang để đấy. Thế mình quay ra mình mắng nó là tại sao con làm thế, mà con chỉ muốn bật đèn cho mẹ học thôi. Mình mới thấy lại nó đang muốn giúp mình, tức là hoặc là nó những cái người lạ nó cũng dễ giúp lắm, nó dễ giúp những người lạ lắm. Nó nhặt những người lạ, nó nói chuyện những người lạ đó, thì là nó như cái cảm giác là mình nhìn thấy cái nguyên bản của con người ở những cái đứa trẻ. Sâu bên trong nó cũng luôn luôn muốn giúp đỡ những người khác ấy. Và trong mỗi chúng ta đều có những cái đứa trẻ như thế. Chúng ta muốn giúp người khác ở sâu bên trong mà. Nhưng mà chẳng qua là cái tiếng nói lý trí nó cứ lấn át chúng ta. Nó cứ nghĩ là chúng ta không có thời gian đâu rồi. Rồi kiểu như là kiểu ý là lo cho mình chưa xong còn đi giúp cho ai.
có những cái tiếng nói thế nó sẽ phản bác lại ấy. Đó thì thầy nói là quay trở lại với cái câu hỏi là bất cứ khi nào mà chúng ta có cái cảm giác này, có cái khao khát là muốn giúp đỡ người khác, vậy thì nó gieo vào trong chúng ta một cái hạt giống đặc biệt. Cái hạt giống đặc biệt, cái cảm giác mà ngồi trên thiên đường ấy, thì nó giống như là các thiên thần ấy. Thì khi mà chúng ta có cái khao khát mà giúp đỡ người khác ấy, thì chúng ta có cái hạt giống đặc biệt của các thiên thần. Đấy, được sánh vai với các thiên thần và trở thành một trong số họ. Đấy. Thì chính cái hạt giống này khi mà nở ra thì mình có cảm giác như ngồi trên thiên đường ấy. Đó. Thì thầy nói là cái hạt giống là cầu chúc điều tốt lành như thế giới, đúng không? Và đơn giản như là chúng ta ngồi trên khoang máy bay, hoặc chúng ta ngồi ở nơi làm việc của chúng ta, trong gia đình chúng ta, và chúng ta yêu thương những cái người xung quanh như chính bản thân chúng ta. Và để có cái tình yêu thương này này thì chúng ta sẽ xuất phát từ một cái xuất phát điểm nó rất là quan trọng, đó chính là chúng ta đồng cảm được cái nỗi đau, tức là chúng ta phải có tâm bi. Cái tâm bi mọi người nghe nói không? Ở đây em sẽ đi sâu hơn một chút, tức là nếu mà chúng ta xuất phát từ tâm bi là xuất phát từ được chúng ta cảm nhận được cái nỗi đau, chúng ta cảm nhận được cái nỗi đau khi mà mình phải chết ấy, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái những người xung quanh chúng ta, nó là cái điều chung mà chúng ta đều phải trải qua. Đấy. Thì xuất phát điểm là chúng ta đồng cảm nỗi đau người khác, và sau đó là chúng ta mới mong muốn là giúp họ và giúp mình bớt bớt cái khổ ấy đi, thì chúng ta mới giúp đỡ chia sẻ cho nhau. Đấy, nó cũng là một trong tâm mi, nó là một trong cái bước gọi là bước cốt lõi để có được cái bồ đề tâm ấy, để chúng ta đạt đến cái ước nguyện để được cái sự giác ngộ. Thì cái điều đó tác giả có nói trong cái Lamrim 38. Nếu ai tò mò thì em sẽ gửi link. Thì là nó sẽ nói sâu về cái đạt được bồ đề tâm, một cái cách để chúng ta có thể có được cái cảm giác này. Và khi mà chúng ta đồng cảm với người khác ấy, thì khi đó mỗi một cái vấn đề mình gặp nó sẽ thành một cái cơ hội. Cái cơ hội, tức là khi đó thì mọi người cứ tưởng tượng như phiền não hóa bồ đề, tức là những cái vấn đề, những cái nỗi đau mà chúng ta gặp ấy, nó không phải là tự nhiên mà chúng ta phải gặp, mà nó là cái cơ hội để cho chúng ta trải nghiệm cái cảm giác đấy và có thể chia sẻ giúp đỡ những cái người khác cũng từng, tức là sau này họ cũng bị như mình. Ví dụ như là khi mà đơn giản như là khi hồi bé con em nó bị vàng da hay táo bón chẳng hạn, thì khi vấn đề đấy thì mình rất là khó chịu, đúng không? Nhưng sau này nó là cơ hội để mình chia sẻ, để mình giúp đỡ những người khác, con những người khác cũng bị, thì mình sẽ chỉ cho họ. Nên tương tự như thế, khi mà mình gặp những cái vấn đề liên quan, tức là khi mà mình có vấn đề thì chúng ta sẽ trải qua những cái sự khó chịu, nhưng mà từ vấn đề đấy thì chúng ta cũng có thể biến nó thành cái cơ hội để chúng ta giúp đỡ những người khác. Tại vì là nếu mà ai mà bị đau răng mà nói với cái người không đau răng bao giờ thì chắc người ta không hiểu được, không hiểu được là đau răng nó như thế nào. Nhưng mà khi mà mình bị rồi mình nói, người khác mà nói mình sẽ hiểu ngay, mình hiểu họ đau đớn như thế nào. Mình cũng muốn giúp họ để nhanh khỏi đau như mình. Nó đơn giản là như thế. Thì đó, thì mỗi cái vấn đề chúng ta đang gặp trong cuộc sống ấy, thì hãy biến nó thành cái cơ hội. Những cái trải nghiệm thành cái cơ hội để chúng ta có thể đồng cảm sâu sắc hơn với những người xung quanh, và chúng ta có thể tạo cái cơ hội để giúp đỡ họ. Đấy, thì ở đây thì đang nói là cái cảm giác mơ hồ về thiên đường, đúng không? Thì chúng ta hãy luôn cầu chúc những cái điều tốt lành cho thế giới, và thực sự là thực hành những cái điều đấy bằng cách là giúp những người khác, yêu thương những người khác và giúp người khác như chính bản thân mình. Đó, thì ok. Thì em kết thúc cái câu 9 ở đây. Và có ai có câu hỏi nào cho câu 9 không? Mình không có câu hỏi nào, nhưng mà mình xin chia sẻ với các bạn. Mình là đấy là lần thứ 3 mình đọc lại. Một lần là mình đọc ở trong mình, một lần là mình tự đọc. Chứ khi mà đọc với bạn Hảo thì mình đọc bắt đầu từ câu 20. Thế ở cái này thì nếu như theo đúng ý thì mình có cái góc nhìn của mình là cái vấn đề của cái cố này là mình ấn tượng cái từ cảm thấy, tức là
cái cảm xúc, các bạn chắc là biết đúng không? Cảm xúc của chúng ta nó không trù lại được. Cô ấy lại muốn trù cái cảm xúc đó lại. Thì cô ấy mong muốn rằng là với cái cảm xúc này là phải có cái phương pháp nào đó và để kéo dài. Nhưng mà sự thật là cô ấy nên chấp nhận cái phương pháp ở đây là chúng ta nên cái nguyên nhân mà cô ấy có cái cảm xúc đó thì các bạn cũng được biết đấy. Ngay cái phần đầu thì các bạn cũng đã biết là cần phải gieo cái việc là luôn cấu trúc. Nhưng các bạn cảm nghĩ rằng là cái việc cấu trúc đó nó kiểu như lấy mất đi cái gì đó của bạn ấy. Hoặc là chúng ta thương quý về vật chất hơn là tinh thần. Nhưng mà thực ra cái cấu trúc này nó chỉ đến từ ý nghĩ và lời nói của bạn thôi. Chứ lấy đi bất cứ cái gì của các bạn để mà phải mất cả. Nên chúng ta cứ nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta làm, phải làm. Và chúng ta đầu tiên thôi là những cái suy nghĩ và những cái lời nói của chúng ta cũng đã tạo ra được cái điều đó rồi. Nhưng mà không biết là các bạn có thể rằng là chúng ta chưa từng làm và ít được làm cái điều đó. Nên là cái việc mà tạo ra cái cảm xúc mà như thiên đường thì có lẽ là nên luyện tập cái việc mà chúng ta nghĩ và nói về những cái điều tốt đẹp và cầu chúc cho những người khác nữa. Thì cái câu chuyện trên cái máy bay này thì đơn giản nhất là các bạn ai ở đây cũng có cái trải nghiệm này. Mình tính là ai ở đây cũng có trải nghiệm này. Chúng ta hãy quay về cỡ cách đây tầm đầu năm 2020 nhỉ, là Việt Nam bùng Covid. Các bạn sẽ thấy kinh khủng. Tiền của đổ dồn cho những người mà mắc Covid. Bây giờ nó bị bình thường hóa rồi. Chúng ta sẽ thấy là thậm chí chúng ta F0 cũng không ai để ý. Nhưng mà các bạn quên mất rằng là cái người F0 của cái lần đầu tiên đó, họ có những cái triệu chứng như thế nào. Chúng ta sẽ không có được cái cảm nhận của họ nữa, mà chúng ta sẽ được đã được có 2-3 giai đoạn để chúng ta có một chút cảm nhận nó. Và đến đây bây giờ chúng ta có mắc F0 đi chăng nữa thì cái mà chúng ta có cái cảm nhận như họ cũng sẽ rất là khó. Nên thế là chúng ta không quên mất là chúng ta cần phải biết ơn cái cơ thể của chúng ta. Chúng ta phải cần phải biết ơn những người mà cái người mà đau một lần đó mà chúng ta có tại đây. Khi mà chúng ta nhìn thấy họ thì chúng ta cảm thấy là rất là yêu thương họ, rất là yêu thương họ. Cho đến khi mà nó bình thường hóa rồi thì thậm chí là người chúng ta chưa phải là F0 mà cái người bên cạnh F0 thôi, chúng ta cũng thấy bình thường thôi mà, đúng không? Nó đã bắt đầu dần bình thường hóa thì cái cuộc sống của chúng ta cũng thế. Có một cái thông điệp là ở đây thì nó là những hạt giống mạnh mẽ này, tức là những cái mà cái cảm xúc rất là lớn, mà rất là lớn, rất là tốt đẹp này thì nó lại phát sinh từ một cái thảm họa. Nó phát sinh từ một thảm họa, tức là đến khi mà chúng ta thấy có vấn đề thì chúng ta mới bắt đầu. Còn ví dụ như bản thân mình là mỗi ngày mà không nói chuyện với chồng mình thì nó cũng bình thường. Cho đến hôm nay khi mà nhìn thấy cái bàn partner của mình không xuất hiện ở đây thì mình phát hiện ra là mình thờ ơ. Và đó là những cái tín hiệu để mà mình cần phải khắc phục sớm. Thì đó là một cái thông điệp là nó sẽ đến với một cái thảm họa. Và bạn không mong muốn cái thảm họa đó thì giống như bão đó. Bão mà đến, chúng ta được bảo với những cái tín hiệu như thế đó, thì chúng ta có cái sự chuẩn bị để làm như thế nào cho chúng ta không bị tổn thương về tất nhiên là của thì nó chúng ta có làm lại được, nhưng mà về người thì chúng ta sẽ không làm lại được. Nên tốt nhất là khi mà có những cái tín hiệu thì các bạn nên khắc phục. Và mình có note lại là mình nhớ đến câu chuyện một người vợ giữ trong băng 30 ngày, thì không biết là các bạn có thể tìm ở đâu đó trên mạng. Cái câu chuyện này là người chồng phản bội và đi theo người một cô gái, và cái người vợ này nói là sẽ đồng ý ký đơn ly hôn nhưng với một điều kiện là cứ mỗi ngày phải bồng cô ấy, nói chung là sẽ lặp lại cái quá trình như ngày đầu tiên người yêu, và sau 30 ngày thì người chồng yêu lại. Và điều đau khổ hơn là cô ấy ra đi vì bệnh ung thư. Thì lọc cái câu chuyện đó như thế, mình rất là ấn tượng cái câu chuyện đó đến tận bây giờ. Thì đến cái lúc cuối cùng thì cả hai mới nhận ra, ví dụ người vợ thì lúc đó mới nhận ra được rằng là
cái cuộc sống mà mình đang tồn tại nó không chỉ cho phục vụ cho chồng cho con nữa mà phải cho bản thân mình. Thì cô ấy dùng cái thời gian cuối cùng để trao tặng cho người chồng một cái thông điệp rằng là yêu thương không chỉ là cái vẻ bên ngoài mà ở sâu bên trong đã sẵn có cái yêu thương đó, thông qua những cái việc mà cô ấy có. Bây giờ cô ấy sẽ mất đi nhưng mà ít nhất là để lại cho anh này là cái tình yêu thương mãi mãi. À, cái câu chuyện này thì cũng đừng có để mình rơi vào một trong cái trường hợp đó, cũng đừng để cho đến lúc cuối cùng. Và để làm như thế nào để chúng ta đừng có để đến lúc cuối cùng thì hãy nhớ cái câu chuyện chiếc máy bay này và ấn tượng về à, tức là hãy hãy nhớ một cái thông điệp. Cái thông điệp này nó được in đậm trong câu chính, đó là chiếc máy bay lúc nào cũng trong tình trạng đang rơi. Đừng có bao giờ thấy bạn đang hạnh phúc và nghĩ rằng là bạn hạnh phúc mãi mãi. Hạnh phúc đó nó xuất phát từ một thảm họa. Vậy việc của chúng ta là hãy tái đầu tư, hãy lúc mà chúng ta hạnh phúc, hãy lan tỏa cái hạnh phúc đó cho nhiều người. Và lúc chúng ta gặp vấn đề mà cái việc đầu tiên là hãy đặt câu hỏi, mình là trong cái trải nghiệm đó. Có ai đang như mình? Có ai đang gặp vấn đề như mình không? Thì lúc đó mình nói là vậy họ họ đã vượt qua như thế nào. Nếu như lúc đó mình không tìm ra được người nào hỗ trợ bản thân mình thì mình sẽ nỗ lực vượt qua. Và khi mà mình vượt qua rồi thì mình không biết các bạn như thế nào. Mỗi lần mà mình vượt qua một vấn đề dù là nhỏ nhất, mình rất là mong muốn một ai đó họ sẽ không phải vất vả như mình đã khi đã vượt qua. Thì mình biết cái câu này thì mình cũng rất là ấn tượng là bên sâu trái tim bên sâu bên trong trái tim của mọi sinh vật sống trên trái đất này đều có một khao khát cháy bỏng giúp mọi sinh vật sống khác được sống. Thì mình tin rằng là chẳng qua là bạn chưa khơi dậy cái điều đó thôi, chứ còn sẵn có bản 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 thể của chúng ta, tức là cái vốn có của chúng ta là điều đó. Như bạn Hằng mà nó kể kể về cái câu chuyện là con ấy muốn giúp mẹ bật cái đèn thôi, chứ còn cái việc đó là bạn nó vùng về, bạn nó không có muốn làm vỡ cái ly. Nhưng đó là cái việc mà bạn đã làm rồi, đúng không? Rồi thế nên là ở đây thì là mình chỉ chia sẻ với bạn những cái trải nghiệm này thì các bạn có thể liên tưởng đến cái câu câu chính này và cái thông điệp đó là lúc nào máy bay lúc nào cũng đang trong tình trạng là đang rơi. Và cái ấn tượng của cái câu chính, cái vấn đề của câu chính đó chính là cái cảm xúc của chúng ta thôi. Cái cảm xúc nó chỉ là tức thời, nó rất là nhanh, nó có thôi là nó mất, và đó là sự thật. Và cái điều hạnh phúc này nó xuất phát từ những nó là thế giới hai mặt. Nó có hạnh phúc là xuất phát từ những đau khổ, có thể là chúng ta đã đau khổ và chúng ta đã vượt qua rồi nên bây giờ chúng ta được hạnh phúc. À, và chúng ta không biết là lúc nào cái đau khổ nó lại đến. Thế nên là để chúng ta được hạnh phúc mãi thì hãy lan tỏa cái hạnh phúc của chúng ta để cái hạnh phúc đó được kéo dài hơn. À, là trải nghiệm của mình. Thế nên là lúc mà đọc cái câu chuyện máy bay là mình ngồi cười. Ok, mình xin lấy ảnh để Ok, cả team nha.